Chào quý vị khán giả, ngày hôm nay Apple Sang xử lý cái vụ mà trường hợp của mẹ bầu. Thì những quý vị cũng đã biết rồi đó, sau khi đưa từ bệnh viện Bình Tân đưa qua bên chỗ bệnh viện Hùng Vương, thì do bệnh viện Hùng Vương thì các bác sĩ đã cho cái thông tin là bây giờ trường hợp của mẹ bầu thì trong hai phải chọn một, một là mẹ hay là bé. Mà trong cái đó bây giờ bệnh viện Bình Tân thì bệnh viện Hùng Vương thì bảo là cái bảo hiểm không có trúng tiếng cùng tiếng đó, thì yêu cầu mới đưa về quê để nhập viện dưới quê làm giấy chuyển viện đưa được bên đây. Thì chính vì cái vấn đề này thì Sang thấy nó cũng rắc rối. Bây giờ nếu đã người ta như vậy mà đưa đi về quê rồi nhập viện dưới quê rồi phải quay ngược lên nữa, làm cái giấy chuyển viện nữa thì nó rất là phiền phức. Do cái lúc mà ở bệnh viện Bình Tân là tại sao không làm giấy chuyển viện qua thẳng Hùng Vương, lúc đó không có Sang ở đó, sao không làm viện giấy chuyển viện qua Hùng Vương mà để mà đi không qua Hùng Vương rồi nhập viện của chỗ bệnh viện Hùng Vương rồi bây giờ là bảo hiểm là xài không được. Bây giờ cái vấn đề này, cái quan trọng nhất là cái tính mạng của người ta là trên hết. Nếu mà đưa ngược về ở chỗ bệnh viện ở tỉnh đó, mà đi vài ngày nữa thì sợ nó xảy ra có vấn đề gì nó mình trở tay không có kịp, cho nên Sang dứt khoát không có cho hai chồng của mẹ bầu đi về quê, để lại ở trên này rồi để mà bữa nay quay trở vô nhập viện lại cái chỗ bệnh viện của Hùng Vương. Thì cái việc cứu người là cái việc cấp bách nhất, họ vô trong đó giờ nếu mà Sang sẽ gắng cố gắng mọi hết sức để mà liên hệ để làm được cái giấy tờ thủ tục để hưởng được bảo hiểm. Còn nếu không hưởng được bảo hiểm thì Sang quyết định là cũng vẫn phải lo không cần bảo hiểm. Thì bây giờ cái tình trạng sức khỏe của người mẹ cũng như đứa bé là rất là nguy kịch, mình không còn cái thời gian mà để mà đi về dưới nhập viện là làm mọi thủ tục rồi quay ngược trở lên nữa. Thì trong quá trình mà đi như vậy thì thật ra nó rất là nguy hiểm, tại vì người ta có bầu cũng còn đô ba tầng nữa là xanh. Bây giờ nếu mà chạy đi bằng cấp cứu chạy lên chạy xuống mà đùng nó dằn như vậy mà về quê nó rất là nguy hiểm, do cái bào thai nó đã bị ảnh hưởng rồi, tình trạng sức khỏe của mẹ cũng đang bị ảnh hưởng nữa, cho nên mình Sang quyết định ngày hôm nay sẽ đưa ngược trái vô lại bệnh viện Hùng Vương. Sang sẽ làm mọi cách để mà giúp cho gia đình của mẹ bầu này để vô bệnh viện Hùng Vương để mà hưởng được cái chính sách bảo hiểm cho nó trọn vẹn. Còn nếu như mà trường hợp không nữa, Sang buộc lòng phải lo ngoài bảo hiểm. Bây giờ đây là hai chồng. Dạ, con chào chú Sang và tất cả các mạnh thường quân của hội thiện nguyện BDS. Hai vợ chồng con cũng nhờ sự giúp đỡ của chú sẽ lo em vợ con lại vô bệnh viện để chạy chữa cho tính mạng của vợ con. Giờ là đang gấp rút, giờ nó qua nhiễm trùng. Bác sĩ hôm qua cũng khẳng định là bây giờ là nó qua nhiễm trùng qua đường máu, rất là nguy hiểm tới tính mạng của vợ con. Khó khăn nhất là bác sĩ kêu là cũng phải đi về quê làm cái giấy chuyển viện để mọi chi phí bảo hiểm thanh toán cũng đỡ phần nào. Nếu mà chích cái thuốc kháng sinh rất là tốn kém. Nhưng mà giờ con chú Sang giúp đỡ con như vậy, con cũng yên tâm phần nào. Cảm ơn chú Sang với các mạnh thường quân của hội thiện nguyện DBS đã tận tình quan tâm vợ chồng con. Con rất là cảm ơn. Nói gì con cũng cảm ơn hội thiện nguyện của chú Sang và các mạnh thường quân của hội BDS đã giúp đỡ cho hai vợ chồng con trong hoàn cảnh lúc này. Vợ con đang buồn nghe tin thai nhi bị ảnh hưởng tới cái áp xe, hơi xúc động. Qua giờ con cũng động viên vợ con cố gắng, giờ quan trọng nhất là tính mạng của vợ con.
em bé bác sĩ cũng tư vấn là nếu mà sanh ra thì cũng sống được cuộc đời thực vật, đúng không? Con mong chú Sang với các mạnh thường quân cũng thông cảm cho hoàn cảnh của con, cũng như hai vợ chồng con quyết định như là ngưng thai kỳ ngay lúc này. Tại vì con nghĩ nếu mà đẻ sanh ra rồi mà nhìn thấy con mình như vậy, con còn đau lòng hơn. Con mong quý vị giống như là thông cảm cho quyết định của hai vợ chồng con. Con không biết nói làm sao nữa, còn cảm ơn chú. Bác sĩ hôm qua nói sao? Bác sĩ là nói là con là ảnh hưởng, bị cái khối đó ảnh hưởng tới thai kỳ. Đó là do là thạch não bị úng thủy. Là não, toàn bộ phần não của bé chỉ là toàn là nước thôi. Nếu mà sanh ra, bác sĩ nói nếu mà sống được giỏi lắm là 2 ngày, mà qua 2 ngày đó là sống được là chỉ cũng là cái cuộc đời mà sống thực vật thôi, chứ không có sinh hoạt được, cũng như là tất cả như em bé bình thường cũng nằm một chỗ đó, người có người phải đút ăn cái gì chứ sinh hoạt ngày là không có thể tự làm được. Bởi vì con suy nghĩ con thấy hoàn cảnh cũng khó khăn rồi. Rồi con mình như vậy nữa thấy sợ buồn, nhiều khi thấy bất mãn, nên hai chồng con quyết định như là chấm ngưng thai kỳ. Bác sĩ chích một cái thuốc, liều thuốc gì vô cúng cúng của thai nhi cho tim ngừng đập, xong rồi vợ con nhập viện. Trong quá trình đó như là tạo cho vợ con như sanh non, cũng sanh ra em bé bình thường vậy đó, nhưng mà em bé chết từ lúc mà sinh chích cái thuốc nó vô cúng cúng là tim nó ngừng đập. Như vậy rủi ro cũng như là tới tính mạng của vợ con nó không có rủi ro cao. Còn nếu mà để sanh bình thường là để sanh rồi sau này ảnh hưởng tới tính mạng. Dạ, ảnh hưởng tới tính mạng. Rồi hôm qua xong khám mấy xong phần đó rồi con dẫn vợ qua khoa nhũ, rồi mấy bác sĩ cũng hội chẩn. Nó nói giờ là toàn bộ cái vùng ngực trái của vợ con á là nó bị viêm hết. Giờ là nó bị nhiễm trùng quá nặng, nó chuẩn bị là lan qua bên đường máu đó. Rồi giờ bây giờ phải chích mà cái thuốc mà kháng sinh đó phải liều mạnh. Bác sĩ cũng như tư vấn cho con nói là cái thuốc kháng sinh đó là rất là tốn kém. Nên bác sĩ kêu con là đi về quê làm xin cái giấy chuyển viện đó, cho nên là đúng tiếng của bệnh viện Hùng Vương, chi phí nó như là giảm được phần nào. Bác sĩ nhắm chừng là nói chung là cũng cỡ khoảng gần 20 triệu, chứ bác sĩ cũng không có là nhắm nó đúng chính xác được. Nhờ chú Sang cũng tận tình quan tâm giúp đỡ con cũng yên tâm phần nào. Bây giờ nói tóm gọn lại, bây giờ bác sĩ nói là nếu mà để thai nhi á thì ảnh hưởng tính mạng của người mẹ. Dạ. Còn nếu mà bỏ cháu á, thì cứu được mẹ. Dạ, cái rủi ro nó cũng đỡ tính nguy hiểm đến tính mạng không của vợ con. Không có rủi ro đó, tính mạng của người mẹ. Thì bây giờ thật sự ra nó mà hỏi về chú mà kêu chú quyết định thì cái này rất là khó cho chú. Dạ, thì tất cả bây giờ vợ con cũng là một sinh mạng, con của con cũng là một sinh mạng. Chú dạ. không có đành lòng mà bỏ ai hết. Con của con chú cũng không đành lòng để bỏ, mà vợ của con chú không đành lòng để bỏ. Tại vì nói gì nói, tuổi đời của vợ con thì nó mới có 18 tuổi rồi. Đây là lần đầu tiên cháu mới được sanh, lần đầu tiên là đứa con đầu lòng của cháu. Đó là một cái nấm ruột của cháu. Cháu mang nặng cho tới ngày hôm nay, gần tới ngày sinh nở rồi, mà bây giờ kêu cháu phải bỏ đi cái đứa bé, thật sự cái điều đó, điều này chú đây à, chú không thể nào mà chú có đưa ra được ý kiến này. Đó cũng là cái bài toán khó cho chú. Cho nên nếu mà để gia đình con tự giải quyết mà tự quyết định lấy, thì chú biết trong cái thời điểm này, đặc biệt là vợ của con rất là đau lòng. Đau lắm. Nhưng mà con cái thì bây giờ trong hai mình phải chọn một. Chú nghĩ thì bây giờ
đối với chú bằng cỡ giá nào đi ăn nữa thì cũng giữ lại cái sinh linh này. Nếu mà bác sĩ đã nói vậy thì thật sự ra chú cũng hết trách rồi con à. Chú không có xúi con bỏ con. Con hiểu tấm. Nhưng mà bác sĩ đó đưa ra ý kiến như vậy chú hết trách rồi. Nhưng mà con thôi đừng có đau buồn. Con còn trẻ. Con gìn giữ sức khỏe sau này con còn sanh được tiếp. Nhưng cái đau ở đây là con không giữ được con của con. Con gắng cố gắng mạnh mẽ lên. Gắng lên. Đừng có đau buồn nữa, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con. Vợ buồn quan trọng là em gắng cũng như là vượt qua cái khó khăn này đi. Sắp tới đây bữa nay bắt đầu chú sẽ đưa con quay trở vô lại bệnh viện. Chú sẽ làm hết mọi cách. Về mặt thủ tục giấy tờ thì chú giúp được cái đâu chú giúp. Còn nếu như mà không được hưởng bảo hiểm chú cũng vẫn sẵn sàng giúp cho con với con trai của con. Đó thì giá nào giờ chú cũng phải nhúng tay vô để chú giúp. Vì đây là hai cái sinh mạng chứ không phải là chuyện đơn giản nữa. Chú hiểu cái nỗi đau này. Nhưng mà vợ chồng con cứ yên tâm, chú đứng đằng sau lưng cùng với Mạnh Thường Quân sẽ giúp vợ chồng con tới nơi tới chốn. Còn nếu mà may mắn giữ được con của con á, thì đó là cái ơn trên trời đất. Còn nếu mà không giữ được thì bác sĩ đã quyết định như vậy thì chú cũng đành bó tay. Rồi mọi thứ hậu sự thì đằng sau của cái ngày hôm nay chính thức vô đó để làm việc rồi chú sẽ đứng sau lưng con cùng với Mạnh Thường Quân để mà lo hết mọi thứ cho hai vợ chồng con. Dạ, con cảm ơn chú Sang với cô Thủy đồng hành con, giúp đỡ con những ngày qua. Con mang ơn chú nhiều với các Mạnh Thường Quân của hội thiện nguyện đi PDS của chú. Cảm ơn chú nhiều lắm. Con đưa mắt qua cho vợ con. Dạ con cũng cảm ơn con chú. Nói lớn lên chú. Con cũng cảm ơn chú với hội thiện nguyện của BDS đã cùng hai vợ chồng con giúp hai chồng con vượt qua cái hoàn cảnh như vậy. Ngày hôm qua con nghe cái tin này bác sĩ nói hay là mới bữa nay? Dạ hôm qua. Nghe hôm qua hả? Dạ. Sau khi con nghe bác sĩ nói thì con sao? Con không đành lòng bỏ con của con. Con không đành lòng hả? Dạ. Thì trước kia con là đứa trẻ mồ côi rồi đúng không? Dạ. Cho nên là con hiểu được cái cảm giác này, con không đành lòng bỏ. Dạ. Trong khi đó còn có 1 tháng là con sanh rồi. Mà giờ phải... Con phải bỏ nữa. Con biết nói gì vậy. Lúc đó bác sĩ nói cho con biết là lúc đó tinh thần con sao? Con chỉ là nói là chỉ là một giấc mơ thôi chứ không phải là sự thật. Nhưng mà nó không phải như vậy, nó ngược lại. Hôm giờ con lại đi. Gán đi em à. Tỉnh đi. Giờ quan trọng là em thôi. Em khỏe rồi được rồi. Nghe không em? Gắng đi. Cố gắng lên con, đưa tay cho. Dạ. Chú sẽ cầu nguyện cho mẹ con của con. Dạ. Bắt đầu từ ngay bây giờ chú sẽ cầu nguyện cho mẹ con của con. Nếu mà anh trên che chở được. Dạ. Cho hai mẹ con vượt qua cái kiếp nạn này. Dạ. Để cho chú đứa bé được chào đời thì đó là cái điều phước lành. Dạ. Vô cùng to lớn. Dạ. Còn nếu như mọi chuyện bất chấp, bác sĩ đã hết chấp đó,
Dạ. Thì đâu cũng là số phận, con phải biết chấp nhận nó. Dạ. Phải can đảm chấp nhận nó. Dạ. Đừng suy sụp tinh thần. Con còn trẻ. Dạ. Năm nay con mới 18 tuổi rồi. Tuổi đời con còn nhiều lắm. Con còn sanh được. Cho nên cái tinh thần của con phải là mạnh mẽ lên. Dạ. Không được để suy sụp trong cái lúc này. Dạ. Mà con mà suy sụp trong cái lúc này á, cực kỳ là nguy hiểm đó, tính mạng của con. Dạ. Đó. Cho nên con gắng cố gắng. Mọi thứ hai chồng gắng cố gắng niệm Phật. Dạ. Niệm Phật nhiều vô. Rồi con của con nếu mà có điều gì bất chấp, chú với mạnh nguyện tiếp tục để lo cho con của con. Ha. Dạ. Dạ. Về tất cả mọi thứ. Dạ. Hay chồng cứ yên tâm cái vấn đề này, về cái vấn đề mà tiền bạc kinh phí. Dạ. Quan trọng là giờ con phải đầy đủ nghị lực để vượt qua. Dạ. Dù có như thế nào đi chăng nữa cũng phải đầy đủ nghị lực vượt qua. Dạ. Còn con cũng vậy, giờ làm chồng. Dạ. Trong cái thời điểm này chú cũng thấy con đau lòng lắm. Đây là đứa con đau lòng của con. Nghe con vợ con. Dạ. Vợ con như còn nhỏ, cũng như là cũng chưa hiểu biết nhiều, mà xuống cầm cái tờ giấy mà siêu âm có kết luận của bác sĩ, con thấy giống như là dư ối rồi cộng thêm não ung thủy, là con biết là con qua giờ con bên khám bên Bình Tân á, là cũng như là con nói con giái trời với cầu trời cầu Phật, nhưng là giống như cái đó là không có chính xác. Mà qua ngồi cũng đợi mà người con nó cứ bồn chồn. Vợ con cầm súng con nhìn, con không dám tin. Út con, gia đình con cũng như là con gọi về gia đình nói Út ơi, trong kết luận bác sĩ nói là não ung thủy. Út con cũng nói con cứ bình tĩnh đi, đợi tí nữa bác sĩ tư vấn cho con. Con cũng gắng con đợi, con cũng như con nghe Út con nói vậy cũng như là con cũng mừng được phần nào nói. Ngồi lên bác sĩ cũng như là tư vấn rồi nói như vậy, con không tự nhiên người con như là con nói chú nó sao khó tả lắm chú, nhưng mà khó tả lắm. À, con nói chú vợ con ngồi vừa nghe bác sĩ nói như vậy vợ con khóc quá trời, rồi xong rồi bác sĩ đưa con cái tờ giấy cũng như là quyết định cũng như là chấm dứt. Con cầm tờ giấy đó mà con chưa ký, con ra ngoài con suy nghĩ, con nói bác sĩ cho con ra ngoài, ngoài con quay mặt vô tường con khóc, ông để cho như vợ con thấy mà con làm không được, vợ con ra thấy ôm con, ai chồng ôm con khóc. Giờ mình phải chấp nhận, Út con nói như vậy phải chấp nhận chứ. Gắn lên con. Con hiểu chú. Gắn lên chú nhiều. Tại vì nói con là điểm tựa của vợ con. Hãy mạnh mẽ lên. Động viên vợ mình. Ha. Dạ. Dùng hết sức mạnh của người đàn ông. Trong thời điểm này là các này con là điểm tựa cho vợ mình. Dạ. Hãy mạnh mẽ lên. Chú biết con rất đau. Đau lắm chứ không phải không đau đâu. Con đi làm ở hầm hồ dưới quê, làm mấy nhà mấy người ta cho con đồ, em bé nói vợ cái bồng cho con cái gì con lấy vậy. Nói tới ngày đợi con còn sinh ra mà không còn nói bao nhiêu ngày ở đâu mà họ không thấy được. Nói vô co nói mấy bạn bè chọc ơi được làm ba giờ con nghe con mừng rồi, mà cô giờ khỏi gì vậy. Giờ mới qua em bà thêm vợ con người ta bác sĩ qua nói giờ nè đang nguy hiểm tới tính mạng vợ con. Con nhìn vợ con mà con không biết nói làm sao, con nói sao mà số phận của con nó cái gì đó, nó có sao ập vô con trong lúc này liên tục nữa. Con thấy người con thẳng đời con không biết làm sao. Gắn lên con. À, con nói con làm gì đó, con già con nhịn đói vợ con sáng cũng phải rồi còn ở vụ nữa ai chụp cái chụp đưa cho vợ con hết sáng con đi làm con nhịn đói cũng được, nhờ trở ngày con nó khỏe mạnh vợ con bà chị ở dưới quê nói rồi
nhỏ, tại vì mồ côi mà đâu có ai cũng như chăm sóc đầy đủ, cũng như con dễ bệnh, đi làm mà mắc mưa cái là dễ sốt rồi, vợ con dễ bệnh cũng biết. Thực ra ngày hôm qua chú quá nhiều việc, chú không có đưa hai chồng vô bệnh viện Dương. Và chiều con điện ra cho vợ chú rồi nói về tình trạng sức khỏe của bé như vậy á, thì vợ chú lặt đặt chạy vô, nhưng mà chú không có vô trong đó, chú không nắm rõ được tình hình. Sau khi tối mà chú nghe, chú ở trên Thủ Đức chú nghe, thì kêu hai chồng đi về quê để nhập viện, thì chú cũng lo sợ biết đi trên đường mà hai chồng đi về dưới là nó có gây ảnh hưởng về cái sức khỏe tính mạng của mẹ con không. Rồi cho nên thì chú mới quyết định kêu con ở lại. Thì lúc đó chú kêu ở lại là con đã xuất viện rồi. Dạ. Rồi chú quyết định kêu con ở lại để mà quay trở vô lại bệnh viện để tiếp tục điều trị. Dù có bảo hiểm hay không có bảo hiểm chú cũng cho điều trị và để làm liền. Thì đó là cái trường hợp về cái tính mạng là cấp bách. Thì trong cái việc mà cứu chạy chữa thì nó có khung giờ vàng. Nếu mà có qua cái khung giờ vàng đó thì nó cái cơ hội nó không còn. Cho nên nó bây giờ ở đây chú nghĩ là không phải là vấn đề là tiền nữa. Vấn đề là mình tận dụng tối đa cái khung giờ vàng đó. Rồi để mà can thiệp được kịp thời được lúc nào thì hay lúc đó. Cho nên chú mới yêu cầu con ở lại, không nên về quê. Thì về quê bây giờ bữa nay là thứ bảy chủ nhật là cũng không ai làm việc hết. Qua thứ hai em con phải làm việc nữa thì nó mất thêm 1-2 ngày nữa. Rồi nó chậm trễ nữa. Cho nên chú quyết định là đưa cái hai chồng con ở lại đây, bữa nay chú chính thức đưa vô đó, rồi để mà tiến hành mọi thứ. Nhưng mà sau câu chuyện này thì bắt đầu chính thức ngày hôm nay chú cầu nguyện cho vợ con và con của con. Dạ. Chú cầu nguyện mọi thứ đều tốt đẹp. Cảm ơn chú. Còn lần sau tất cả mọi chuyện là chú cùng với Mạnh Thường Quân sẽ giúp cho vợ chồng con vượt qua về vấn đề tiền bạc. Cảm ơn chú Sang. Quan trọng nhất là con. Bây giờ con phải làm mọi khả năng, dùng hết cái sức mạnh của người đàn ông để mà nắm vững vợ mình, nắm vững vợ mình đứng lên, đừng để vợ mình bị nhé. Hai chồng cứ nghĩ mình còn trẻ, tương lai còn dài, mình còn sanh đẻ được nhiều nữa, con đừng bi quan nha. Rồi bây giờ hai đứa ăn uống cho vợ uống sữa vô đi, rồi xe cứu thương tới. Dạ. Xe cứu thương tới rồi mình đi thẳng vô trực tiếp vô trong cấp cứu luôn. Dạ. Nha. Rồi. Em nói lời chú Sang. Con cũng cảm ơn chú. À. Với hội thiện nguyện BDS ạ. Dán đi con. Dạ. Không sao rồi. Nha. Dán dạ. Đi. Rồi giờ đợi xe của tôi lấy nước lấy sữa rồi cho vợ uống đi. Ê. Mình có y tá không? Không không. Ủa sao không? Con đi luôn. Đẩy cửa quá anh con. Cứng nhắc hả? Hả? Không phải cứ bấm. Xin chào quý vị khán giả, thì đây là chuyến xe nghỉ tình cũng mấy anh em bạn của Sang là chỗ của em Nhật. Thì tất cả những cái trường hợp mà Sang nhờ để đưa cho những bệnh nhân nghèo đi á, sử dụng bằng xe cứu thương đều không đồng. Rồi thông qua mấy anh em nhóm bạn của Sang là chỗ em Nhật chuyên cung cấp những cái chuyến xe nghỉ tình cũng như có hậu sự mà về cái những bệnh nhân nghèo mà lên trên Sài Gòn mà điều trị mà không ai qua đời, mà không có nhà cửa chôn cất, thì bên chỗ em Minh Tâm cũng là lo luôn cái khâu này. Thì chuyến xe những nghỉ tình của em Nhật á, thì đây là miễn phí 100%, giá xe không đồng cho bệnh nhân nghèo khó khăn đó và đồng bào dân tộc. Thì đây là cũng là cái trong cái nhóm của em Nhật chỗ chuyến xe nghĩa tình. Tất cả đội ngũ mấy anh em tài xế là phục vụ là về cái công tác tình nguyện và thiện nguyện. Hôm nay Apple Sang sẽ chính thức thông báo với quý vị. Thì cảm ơn em Nhật và đội ngũ anh em tài xế luôn đồng hành và phục vụ cho bà con
những người gặp khó khăn, bệnh tật từ dưới quê nhà lên đây. Cảm ơn mấy anh em tài xế nhiều lắm. Em tên gì? Dạ em tên Tường. Em tên Tường. Thì em Tường là luôn ôm bô lăng chạy trên mọi nẻo đường. Anh thay mặt cho tất cả mọi quý vị mạnh thường quân cũng như là tất cả mọi người nghèo cũng như là mọi khán giả luôn chúc cho em nhiều sức khỏe để dựng tay lái trên mọi nẻo đường, đưa những mảnh đời bất hạnh về được tới nơi, cũng như là những cái bệnh nhân nào kém may mắn là không qua khỏi thì đưa họ về tới nơi an nghỉ cuối cùng. Cảm ơn em nhiều lắm. Ở đây quý vị cũng có thể là gọi cái số xe của bên chỗ em Nhật đó, Sang cũng chính thức gửi cái số điện thoại cho quý vị biết luôn thì liên hệ, và để mà và chúng ta nhờ cái sự trợ giúp ở chỗ bên em Nhật. Thì đó, đây là những cái chuyến xe nghỉ tình thì có đầy đủ, ví dụ mà cần y tá là có y tá luôn đó. Có bình oxy rồi đầy đủ. Thì bữa nay đưa mẹ bầu vô thì không cần y tá, cho nên Sang cũng khỏi cần yêu cầu y tá, giờ đưa vô cấp cứu ở bệnh viện Bình Dương là xong. Bây giờ chúng ta đi thôi ha, để Sang kéo cái này vô. Đây là nằm trong mấy anh em bạn hữu đường xa luôn đó. Đây là bạn hữu đường xa. Quý vị có thể nhìn thấy những cái logo rồi trong group mấy anh em trong hội, trong group đồ này kia nọ. Rồi vận chuyển cấp cứu Nhật Tâm nha. Đây là logo chính. Logo chính của bên chỗ em Nhật Na, đây là Nhật Tân, Nhật Tâm, chứ qua lộn, xin lỗi. Rồi quý vị nào nghèo khổ có thể liên hệ cái số điện thoại này để mà được nhận sự trợ giúp. Giờ đưa mẹ bầu ra đi. Rồi đưa mẹ bầu ra đi, đỡ mẹ bầu ra đi. Đỡ mẹ bầu ra đi. Rồi ra đi. Đó là cô Liên. Cô Liên đã lãnh đạo bên kia hết rồi. Số điện thoại của Dương Nguyễn á. Mới gọi. Rồi em đỡ đi. Giờ đi thẳng. Đi thẳng vô Hồng Dương luôn hay sao? Anh mới điện anh nói anh đang đợi ở trong á. Rồi. Hỏi Nhật nó đợi ở bệnh viện nào? Rồi. Lên đi. Bây giờ nè, đứa nào lấy cái ghế rồi cho mẹ bầu ước cầu á, nhanh lên. Cầm cái đó nãy giờ đi vòng chơi vậy hả? Qua lên đây. Ôi. Bây giờ để nằm hay để ngồi ta? Nằm, cũng gần. Nằm hả? Đúng rồi, nằm quay đầu vô đó. Quay đầu vô này đằng kia. Nâng cái đó lên. Lấy cho nó nào, lấy cái miếng vải này che bể bầu lên cái mặt đập á. Đưa cái đầu về đằng trước, đừng đưa cái đầu ra đây. Đưa từ, không có cái mền cái chân gì hết hả? Lấy cái mền đi, lấy đứa nào lấy cái mền đi. Có mền cái chân gì đi rồi đắp đi. Đó đúng rồi. Rồi chị. Rồi ông xã của mẹ bầu quay qua đây đắp giùm cho cái đồ. Rồi chồng ngồi kế bên coi có gì giữ lại giùm nha. Qua Hồng Dương luôn. Một đứa nhảy lên xe. Thì mình không phải đi theo xe cấp cứu đi rồi vô tới bệnh viện đâu mình làm thủ tục hỗ trợ cho gia đình nó luôn. Còn mình sẽ bữa nay mình chính thức mình theo cái ca này nguyên ngày đó. Giờ một đứa leo lên xe. Con sẽ phụ đi xe này đi thôi. Rồi xin chào cả nhà, để chúng ta sẽ tiếp cập nhật ở tại bệnh viện nữa nha cả nhà nha. Xin chào và hẹn gặp lại.